tiếp tục với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga và Ukraine ngừng ngay lập tức bất kỳ hoạt động quân sự nào trong khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân và không sử dụng các cơ sở và môi trường xung quanh nó là mục tiêu. Ông cũng kêu gọi các bên rút mọi quân nhân và thiết bị khỏi nhà máy điện hạt nhân, hạn chế triển khai thêm lực lượng và thiết bị tại cơ sở này. Thay vào đó, cần có một thỏa thuận khẩn cấp ở cấp độ kỹ thuật về một chu vi phi quân sự hóa an toàn để đảm bảo an ninh cho khu vực. Cùng ngày, tại phiên họp khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí cần bảo đảm an toàn an ninh cho nhà máy điện hạt nhân này. Tuy nhiên, trong diễn biến liên quan, Nga và Ukraine lại tiếp tục cáo buộc lẫn nhau đã pháo kích nhà máy này ngay vào ngày 11 tháng 8. Ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Høybråten cho biết, tại hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine diễn ra ở thủ đô Copenhagen cùng ngày, 26 nước đã cam kết viện trợ tổng cộng thêm 1,5 tỷ euro để đào tạo và trang bị cho các lực lượng của Kiev. Khoản tiền này sẽ được sử dụng trong năm nay và năm sau. Số tiền chính xác mà Pháp, Đức và Mỹ hứa hẹn lần này không được công bố, song Đan Mạch tuyên bố viện trợ bổ sung 114 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, nâng tổng số hỗ trợ tài chính của nước này cho Kiev lên 417 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Anh cũng cam kết viện trợ bổ sung gần 300 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Trước đó, hồi đầu tuần này, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 89 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để gỡ những quả mìn còn sót lại. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11 tháng 8 xác nhận Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang điều tra cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump ngay sau đó cũng tuyên bố đang hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng. Động thái diễn ra sau khi FBI đột kích và khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Trump vào ngày 8 tháng 8, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Tại cuộc họp báo ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ xác nhận các đặc vụ FBI đã khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida để điều tra xem liệu ông Trump có lấy trái phép các hồ sơ từ Nhà Trắng khi ông rời nhiệm sở hay không. Chính tôi đã phê duyệt quyết định yêu cầu lệnh khám xét và Bộ Tư pháp không xem nhẹ một quyết định như vậy. Trung thành, tuân thủ pháp quyền là nguyên tắc cơ bản của Bộ Tư pháp và nền dân chủ của chúng ta. Thượng tôn pháp luật đồng nghĩa áp dụng pháp luật công bằng mà không sợ hãi hay ưu ái. Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, các nghĩa vụ đạo đức không cho phép ông nêu chi tiết lý do cuộc đột kích, nhưng ông đã yêu cầu một thẩm phán Florida công bố lệnh khám xét vì cựu Tổng thống Trump đã công khai xác nhận vụ đột kích và do công chúng quan tâm đáng kể đến vấn đề này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đồng thời lên án các chỉ trích vô căn cứ nhằm vào tính chuyên nghiệp của FBI và các đặc vụ cũng như công tố viên của Bộ Tư pháp. Cuộc đột kích đầu tuần của FBI vào dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump được xem là bước đi chưa từng có đối với một cựu Tổng thống Mỹ. Ngay sau tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp, cựu Tổng thống Trump cho biết các luật sư và đại diện của ông đang hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng của nước này. Ông Trump đã phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ngay từ khi còn đang tại nhiệm, cũng như trong công việc kinh doanh của gia đình. Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump và một số thành viên Đảng Cộng hòa với cáo buộc Đảng Dân chủ đang lợi dụng bộ máy công quyền liên bang nhằm vào ông Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng trước đó khẳng định Tổng thống Biden không được báo trước về vụ khám xét và Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra độc lập. Thưa quý vị, nắng nóng và khô hạn kéo dài đã khiến các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh thành trên khắp nước Pháp. Kể từ đầu tuần, tổng cộng hơn 10.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban châu Âu đã kích hoạt cơ chế tương trợ, điều động thêm lực lượng và phương tiện để hỗ trợ Pháp sớm dập tắt các đám cháy rừng. Đến chiều tối 11 tháng 8, trên toàn nước Pháp vẫn ghi nhận các đám cháy lớn tại 6 tỉnh, lớn nhất là tại tỉnh Gironde ở phía Tây Nam. Riêng tại tỉnh này, ngọn lửa đã thiêu rụi 7.400 ha rừng, nâng tổng số diện tích rừng bị mất đi một tháng qua lên hơn 30.000 ha. Hiện các đám cháy rừng ở tỉnh Gironde vẫn còn rất lớn và khó có khả năng được khống chế trong ít ngày tới. Lực lượng cứu hộ đã phải thiết lập vùng bán kính lên tới 40 km để ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Hơn 10.000 người dân sống trong khu vực đã phải đi di tản lần thứ hai trong vòng hơn một tháng qua. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết hơn 10.000 lính cứu hỏa, an ninh dân sự và tình nguyện viên đã được huy động tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, công tác chữa cháy tiếp tục gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi khi gió to, không khí khô hanh cùng trời nắng nóng lên đến 37 độ C. Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn hạn chế lửa lan rộng. Nhiệm vụ của chúng tôi là hướng nó đến chỗ chúng tôi muốn, nơi có ít thảm thực vật hơn và nơi có thể bố trí phương tiện chữa cháy hiệu quả nhất.
Ủy ban châu Âu hôm qua đã kích hoạt chương trình tương trợ châu Âu đưa người và phương tiện hỗ trợ Pháp dập tắt cháy rừng. Các nước Đức, Áo, Ba Lan, Thụy Điển, Romania đã điều tổng cộng 361 lính cứu hỏa cùng 101 phương tiện chữa cháy, trong khi Hy Lạp và Italia gửi sang Pháp các máy bay ném bom nước. Năm 2022 là năm có số ngày nắng nóng kỷ lục tại Pháp, với 34 ngày tính đến hôm qua. Hiện 19 tỉnh thành tại Pháp vẫn được đặt trong tình trạng da cam về cảnh báo nắng nóng. Nhiều địa phương đã ra thông báo cấm các hoạt động bắn pháo hoa hay thả đèn lồng cho đến hết tháng 8 để đề phòng hỏa hoạn. Pháp đang trải qua trận hạn hán lịch sử, nguồn nước đang dần cạn kiệt. Nhiều tỉnh thành tại nước này đã ban hành các sắc lệnh hạn chế sử dụng nước. Hạn hán đang ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực đất liền của nước Pháp. Trong tháng 7, lượng mưa tại quốc gia này chỉ đạt 0,38 inch, chạm mức khô nhất được ghi nhận kể từ tháng 3 năm 1961. Theo số liệu mới được giới chức Pháp công bố, 93 trên 96 tỉnh thành tại Pháp đã ban hành các sắc lệnh hạn chế sử dụng nước, với quy định cấm sử dụng nước để tưới cỏ, rửa xe và canh tác. Chúng tôi đang chứng kiến mức hạn hán kỷ lục. Chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt đất khô như lúc này. Trong những ngày tới cũng như tuần tới, chúng tôi vẫn dự đoán thời tiết khắc nghiệt trên khắp cả nước, không có mưa và do đó cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đợt hạn hán này. Nhiều người lo ngại hạn hán kéo dài và những hệ quả kéo theo sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh lương thực, vốn đã rất nghiêm trọng ở châu Âu. Hạn hán sẽ làm giảm năng suất cây trồng trong năm nay. Với việc nhập khẩu từ Ukraine và Nga đã giảm hơn nhiều so với bình thường, dự báo giá lương thực còn tăng cao hơn nữa. Robotaxi, loại hình taxi không có người điều khiển độc đáo mới đây đã được cấp phép hoạt động tại Thâm Quyến, Trung Quốc, mở ra tiềm năng phát triển cho loại hình dịch vụ vận tải thân thiện môi trường này. Thành phố Thâm Quyến với dân số 18 triệu dân sở hữu các quy định về vận hành phương tiện tự động hóa vô cùng chi tiết. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 8 này, thành phố Thâm Quyến đã cho phép các phương tiện taxi không người lái được phép vận hành trên đường phố mà không cần có người điều khiển. Các phương tiện taxi tự động chạy bằng điện và được hỗ trợ bởi nhiều cảm ứng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Điều này chắc chắn có tác động đáng kể đến các ngành công nghiệp ô tô, bởi lẽ chúng tôi có phạm vi rộng hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi có thể chế tạo robot taxi và thực hiện hoạt động thử nghiệm lái xe tự động. Điều này cho phép chúng tôi triển khai, thu thập nhiều dữ liệu hơn để xây dựng thuật toán của mình. Các quy định cụ thể trong tình huống xảy ra tai nạn và trong phương tiện tự động có người lái thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong trường hợp phương tiện vận hành hoàn toàn không có người điều khiển thì chủ phương tiện sẽ phải chịu trách nhiệm. Các quy định về việc vận hành các phương tiện taxi không người lái đã tạo nên cơ sở cho phép các loại hình phương tiện này được phép hoạt động ở nhiều địa bàn và trong các điều kiện đa dạng hơn. Hiện tại các doanh nghiệp sản xuất loại hình phương tiện taxi tự động này đang hướng tới huy động vốn nhằm đáp ứng sản xuất hàng loạt để giảm giá thành. Thưa quý vị, trận động đất độ lớn 7,1 độ Richter cùng với hàng loạt rung chấn trong tuần qua đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương ở Philippines. Sau trận động đất, các nhà nghiên cứu địa chất đã tiến hành khảo sát độ hóa lỏng đất tại những khu vực bị ảnh hưởng. Tại vùng Ilocos, sau trận động đất, những vết nứt trên mặt đất kéo dài hàng km. Còn tại thị trấn Cao Ayan, cũng xuất hiện nhiều khe nứt trên mặt đất dọc bờ biển dài đến 3 km. Theo các chuyên gia, hiện tượng trên chính là bằng chứng của sự hóa lỏng địa chất. Các chuyên gia cho biết, hiện tượng hóa lỏng có thể làm xói mòn nền móng của các tòa nhà và khuyến cáo người dân nên ở ngoài trời trong trường hợp có dư chấn. Hóa lỏng là một hiện tượng mà mặt đất hoạt động như chất lỏng và mất đi sức chịu đựng khi có một trận động đất mạnh xảy ra. Ảnh hưởng của việc này là công trình nhà cửa xây trên nền đất dễ dàng bị sụp đổ. Các nhà địa chất khuyên người dân không nên ở trong những ngôi nhà bị hư hại sau động đất cho đến khi độ an toàn của ngôi nhà đó và nền đất được kiểm tra kỹ lưỡng, đồng thời cảnh báo người dân không nên đến gần các vết nứt, đặc biệt là trong các đợt dư chấn vì mặt đất có thể trở nên không ổn định và gây nguy hiểm. Núi lửa Fagradalsfjall ở Iceland đang phun trào dữ dội. Những dòng nham thạch nóng bỏng chảy xuống sườn núi gần thủ đô Reykjavik đang thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi đến chiêm ngưỡng. Khách du lịch đã tập trung gần núi lửa Fagradalsfjall của Iceland để xem nó phun ra những dòng dung nham nóng chảy. Các du khách đã mô tả trải nghiệm này là tuyệt vời nhưng hơi đáng sợ.
Chà, thật tình cờ chúng tôi đến đây vào ngày nó phun trào. Khi xuống máy bay, ai đó làm việc tại sân bay nói, bạn có nghe nói về núi lửa không? Và chúng tôi nói không, chúng tôi không nghe nói về núi lửa. Núi lửa Fagradalsfjall, cách thủ đô Reykjavik của Iceland khoảng 32 km, đã phun trào vào ngày 3 tháng 8. Văn phòng khí tượng Iceland đã dự đoán gió và thời tiết thuận lợi để xem núi lửa, nhưng cảnh báo về khí nguy hiểm, những khe hở mới và dòng dung nham di chuyển nhanh. Nằm giữa mảng kiến tạo Á-Âu và Bắc Mỹ, Iceland thường xuyên trải qua các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh do hai mảng kiến tạo, lớp vỏ trái đất này di chuyển theo hai chiều ngược nhau.